Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm làm xe 3-4 bánh, các cái phụ tùng độ chế các kiểu, động cơ và mạch điều khiển rất nhiều loại khác nhau. Về các cái thiết bị điện tử, thủy lực. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến một cái bộ hạ nguồn điện từ 24V đến 72V xuống điện áp 12V dòng 20A. Mình có theo dõi một số những cái khu làm xe, thì người ta làm xe điện thì lại cứ mắc thêm một cái bình phụ để chạy những cái thiết bị, thì thấy nó không hợp lý và chi phí lên nhiều quá. Thêm một bình ắc quy giá nó rất là cao, lại còn thêm một cái sạc nữa, nó rất là phức tạp và nó không khoa học lắm. Thì đối với một cái mạch hạ nguồn rất là đơn giản như thế này, nó có thể đưa xuống điện áp 12V, đủ dùng những các thiết bị đèn chiếu sáng, còi và các cái thiết bị 12V khác. Đây là dòng 20V, 12V 20A, nó không phải là những cái dòng như của xe đạp điện. Dòng của xe đạp điện thì cái dòng của nó nhỏ, không đủ đáp ứng cho mọi người sử dụng. Vì vậy thì đối với một cái dòng bình dân như thế này là quá đầy đủ, và giá của nó thì cũng khá là rẻ thôi. So với lại mua một cái sạc hoặc là mua một cái bình ắc quy thì nó chưa bằng một cái thiết bị đấy, và nó rất là phù hợp. Các bạn có thể trong xe lân điện hay là trong xe điện thì sử dụng con hạ nguồn này là rất hợp lý. Kích thước của thằng này thì nó thường là lớn gấp đôi những cái dòng của xe đạp điện bình thường, nó chỉ có một phần hai cái cục này thôi, nó nhỏ hơn rất là nhiều. Đấy. Thì dòng của nó là không đáp ứng được, thì đối với cái dòng này thì nó có thể đáp ứng được. Và đặc biệt thì cái con này nó có thể hạ được điện từ 24V xuống 12V. Đối với những cái dòng thiết bị khác ngoài thị trường thì nó không thể hạ được từ 24 xuống, nó chỉ hạ được từ 12, từ 36 đến 72V thôi. Cho nên là ví dụ như anh em ở trên những dòng xe ô tô tải thì sử dụng điện áp 12 mà 24V mà muốn sử dụng 12 thì có thể thiết bị này là đáp ứng được. Mặc dù nhà sản xuất thì ghi là 36 đến 72. Đấy, nhưng mà thực tế mình đã test thử và 24V xuống được cả 12V là nó đáp ứng được và chạy hoàn toàn là bình thường. Thì thiết bị thông dụng thường là 12V, cho nên là nó rất là phù hợp. Đây là dòng phổ thông bình thường. Ngoài ra thì bên mình còn có một dòng khác nữa, nó là dòng 30A, nó rất là to và nó sử dụng được nhiều thiết bị khác. Đây là dòng 30A đây, nó rất là to, to hơn nhiều so với cái này. Đó, chiều dài thì bằng nhau nhưng kích thước thì nó lớn gấp đôi luôn, và chiều dày lớn hơn rất là nhiều. Và con này thì vì dòng lớn cho nên nó phải sử dụng một thiết bị đóng ngắt gián tiếp, còn như con này dòng nhỏ thì cứ điện vào điện ra là được, còn thằng này là nó phải sử dụng đóng ngắt gián tiếp. Đối với những cái dòng xe cao cấp thì các bạn nên thiết bị sử dụng những cái con hạ nguồn lớn như thế này, gọi mình gọi là hạ nguồn 30A. Còn đối với những cái dòng xe phổ thông thì dùng cái 20A này là rất phù hợp, có thể chạy đèn led và những cái thiết bị còi khác là được. Còn những cái công suất lớn hơn thì nên sử dụng cái dòng 30A như thế này. Còn dòng 10A ngoài thị trường thì bên mình không cung cấp, vì cái đấy bạn mua ở đâu cũng được. Và thực tế thì nó chỉ đáp ứng được đối với những cái dòng xe hai bánh thôi, chứ còn với ngoài nhu cầu khác ra thì nó không đáp ứng được. Mọi cái chi tiết đặt hàng thì các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 hoặc là Zalo cùng số. Khi gọi điện thì có thể là sẽ bị trùng cuộc gọi của khách hàng khác, thì nếu như không gọi được thì mong khách hàng thông cảm và có thể để lại lời nhắn
bên em sẽ trả lời hết. Cuộc gọi nhỡ nó có thể khá là nhiều, bên em không thể nào gọi lại hết cho từng khách hàng được. Mong khách hàng khi gọi không được thì vui lòng để lại lời nhắn, nội dung bên em sẽ trả lời cho dễ. Chân thành cảm ơn khách hàng đã ủng hộ trong thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo của video mới ra. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.